Các bạn ơi, hôm nay hai anh em xí muội giả bộ ngụy trang trốn trong cái phao này nha. Đó, Mão đậy lại, Mão ơi. Nó đèn á hả? Mở đèn sáng rồi. Trốn đi, trốn đi. Bà cậu ba sẽ đóng vai là quái vật đầu lo, phải không? Cậu ba quái vật Hookie Wookie tới. Trốn đi, Mão ơi. Mũi nó trốn rồi, mọi ngụy trang trốn rồi. Mão không ngụy trang, Mão ngụy trang không kịp. Mão bị bắt. Mão bị bắt rồi. Bà bị bắt đi ra rồi, muội ngụy trang rồi, muội trốn rồi, cậu ba chơi đừng có lục ra. Trời ơi, muội ngụy trang. Có thì muội đang ăn dụng. Ăn dụng nữa chứ. Trời ơi, quái vật Hookie tới mà còn ăn dụng nữa là sao? Lên còn một người. Không, cậu ba không tìm ra. Ấy, còn người nữa cậu ba ơi. Còn người nữa kìa, Hookie tìm ra để lên. Tìm nhanh lên. Tìm ra rồi. Không ra. Thôi bắt được hai tên này cũng được rồi. Bắt được hai tên. Và trùm cuối cùng là ai? Trùm cuối cùng trốn thoát là ai? Mọi mở ra đi. Hết giờ chơi rồi. Wow, còn một em cánh cục mà chưa tìm ra nha. Cậu ba lục. Cậu ba không lục là cậu ba đó tìm ra mọi mà trốn kỹ dữ lắm. Hookie bắt được muội rồi. Nè. Rồi tặng trùm cuối một cái bong bóng trái tim. Biết sao? Nhà cánh cục có cỏ bóng lá nè, thấy không? À. Bóng lá nè. Trốn một cỏ bóng lá cho anh hình mày. Nắng. Trốn cái tim. Đây nè, mỗi nãy trốn trong cỏ này mà cậu ba khui ra đó, cậu ba kỳ. Em giận em khóc rồi. Báo trùm lên nè. Không hát đâu. Mũi chơi kỳ, mũi bị trốn, mũi bị tìm thấy rồi mũi khóc. Trời ơi, kỳ á. Chơi kỳ á. Giận lộn. Mũi giận. Tại con ăn dụng á, nghe tiếng gộp gộp rồi. Anh hai làm bể trái tim. Rồi. Anh hai. Trái tim thiệt là đẹp. Hai anh em làm sức mất tiêu rồi. Sao vậy? Mũi chơi thôi, mũi khóc. Mũi kỳ vậy. Thôi trốn lại. Con bể á hả? Thôi trốn lại cho mũi trốn lại đi. Mũi khóc. Thôi, cái mặt thua mà khóc rồi. Coi chừng té. Xuống rồi con. Xuống rồi. Xuống rồi. Mà đá cũng cột quá trời. Thắng anh hai đá quá chừng. Ai thắng là bị đánh, bị thua. Ê. Thôi muội ra muội. Bye các bạn đi mà. Bye các bạn đi, em khóc rồi. Chơi gần ghê. Hả? Mẹ đền mắm mắm lấy kem cho con. Ai làm bể rồi đền? Con làm bể mà kêu mẹ đền. Trời ơi, kỳ vậy. Làm bể kêu đền. Vậy cho anh hai bể con bóng máy bay luôn rồi nè. Bóng máy bay của anh hai cũng bể vậy. Anh hai có kêu đền rồi. Sao? Mà ai làm bể? Mẹ đâu làm bể? Ai lấy ra bể hả? Ai dục ra bể? Con làm bể con kia mẹ đền. Đền. Mẹ có một cái khác. Mẹ có một cái bong bóng bất ngờ, muội lấy không? Kìa, để mẹ lấy mẹ đền cho nha. Ngồi im ở đây đi. Lấy xuống mẹ đền cho. Hai ngồi đây nha. Đây, đền đây. Đền cái bong bóng mới đây, tự thổi nha. Mẹ không biết là cái gì trong đó luôn á. Vô không? Đền cho muội cái bong bóng trái tim á. Coi nó là cái gì? Chắc cỏ bóng lá quá. Ý, đừng nói là bong bóng trái tim luôn nha. Wow, hay quá, hên quá. May ghê luôn. Được bong bóng trái tim nữa cho nên muội khỏi bắt đền ha. Giờ muội thổi lên đi. Lấy ống hút đi, lấy cái ống thổi đi. Trong cái bao á. Đưa cậu ba thổi cho cậu ba đền lại cho. Mội làm bể bong bóng trái tim mà mội bắt mẹ đền.
Mẹ đợi luôn một trái tim. Hay quá. Được rồi, ba Thảo cho. Cái gì? Ủa, em ống hút nhau. Có ống không? Sao con xé ra rồi mất tiêu ống rồi. Kiếm ống Thảo nha. Đây nè. Mão ngồi đó đi. Mão lấy cỏ bún lá của Mão vô đi. Ừ. Cậu ba thổi lại đền cho mỗi cái bong bóng trái tim hên ghê luôn á. Là bể cái bong bóng trái tim bên này, cái mở cái kia ra được cái bong bóng trái tim nữa. Trời ơi. Cháu thở vào. Hên ghê, hên ghê. Không, mũi khóc là te tua rồi. Hên ghê, không tưởng mở ra cỏ bún lá là mũi cũng khóc á. Ai ngờ mở ra được trái tim thiệt luôn. Mũi kìa. Mũi trong hình kìa. Anh hai chỉ mũi ở trong hình á. Rồi coi như đền mũi trái tim rồi nha mũi. Dạ. Ừ, đợi cậu ba hỏi trái tim lên cho mũi à. Trong thời gian đó mũi làm gì mũi? Mũi lấy lấy 1 cây thôi con, lấy 1 cây rồi còn nhiều cất đi. Ừ, Mão có cỏ bún lá 4 màu luôn. Cỏ bún lá anh hai mẹ thấy mới đẹp, 4 màu luôn. Đẹp quá chừng. Cỏ bún lá của mụi cũng 4 màu luôn. Đẹp quá chừng. Ồ. Thôi cất đi, không ăn nữa, cất đi. Đợi cậu ba hỏi lên trái tim này đã. Ồ, anh hai khoái quá. Cỏ bún lá anh hai đâu? Cỏ bún lá hai đâu? Hai giờ vô lên mẹ coi coi. Ồ, cỏ bún lá của anh hai đẹp quá, 4 màu luôn. Rồi, trái tim của mũi sắp xong rồi mũi. Wow, nhanh lên cậu ba, nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa, thổi mạnh lên cho cứng hai hơi nữa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, kìa, đợi lại trái tim nguyên dạng luôn. Gì vậy mũi? Sao? Không đủ thời gian. Không đủ thời gian hả? Đâu có gì đâu, cậu ba đừng bóp nữa, kệ nó. Vậy đó. Này. Trời ơi, Trao ơi, sẽ thưởng cho mùi một trái tim nữa đó. Trái tim kia bể rồi. Trao lại một trái tim khác. Rồi cậu ba dọn đi, cậu ba hai cái bể, cậu ba đem dẹp đi cậu ba. Bye bye các bạn nha. Cuối cùng mùi hết khóc rồi đó. Dỗ được mùi bằng một cái trái tim có nơ màu tím.